Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học của chúng mình nhé. Ngày hôm nay chúng mình sẽ bước sang một tác phẩm văn xuôi trong chương trình ngữ văn học kỳ 2. Đó chính là tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê mà buổi hôm trước chị đã hướng dẫn chúng mình tìm hiểu rồi đấy. Xin chào các em, xin chào các bạn. Rồi, xin chào Trọng Trường. Úi dồi ôi Trường ơi, chị nhìn ava của em và chị giật mình luôn đấy. Em thay hình gì thế kia? Tìm hình nào xinh xắn đáng yêu thay giống như các bạn này. Đấy, Thủy Tiên này, xin chào Huyền Vi. Trông có phải đáng yêu không? Làm chị nhìn cái avatar mà chị giật mình luôn ấy. Rồi, xin chào Thái Sơn, xin chào Phạm Vi. Xin chào Nguyên Hạnh, xin chào Duy Mạnh. Chị thấy có Quỳnh Anh vào học này. Rồi, xin chào Minh Hồng, xin chào các em. Xin chào Lê Quỳnh. Xin chào các bạn. Các em nghe giọng chị đã ổn hơn chưa? Ổn hơn rồi đúng không? Rồi, thế thì trước khi mà bước vào buổi học hôm nay, chị cũng đã cập nhật tình hình ở trong nhóm chat của chúng mình và được biết là có rất nhiều các bạn ngày mai sẽ bước vào những kỳ thi quan trọng. Có bạn thi học sinh giỏi này, có bạn thì chúng mình thi giữa kỳ này. Tất cả những kỳ thi đó đều là những kỳ thi vô cùng quan trọng của chúng mình đúng không? Thế thì qua đây chị cũng muốn gửi lời chúc đến các bạn nhé. Tất cả chúng mình, những bạn mà sắp sửa phải tham gia những cái kỳ thi ấy, có môn văn, chị rất mong là các bạn có thể là phát huy hết cái khả năng của mình, làm bài với tất cả sự tự tin này, làm bài với tất cả cái sự cẩn thận và sẽ đạt được cái kết quả như mình mong muốn nhá. Rồi. Xin chào các bạn, được không? Rồi, thế thì trong buổi hôm nay chúng mình sẽ bước sang tìm hiểu về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi. À, hiện tại thì nick của chị đang bị khóa, thế nên là chị mới mượn một nick của một chị ở trong team chị Hiên. Đây là chị trợ giảng của khóa học VIP 2 để phát trực tiếp cùng với chúng mình. Đấy, thế nên là các bạn cũng không cần là phải đồng loạt kết bạn với nick này đâu nhá. Được không nào? Bởi vì trợ giảng của lớp chúng mình là chị Lan Anh. Đấy, rồi, thế thì trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu đi tìm hiểu về Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Buổi hôm trước thì chị em mình đã cùng với nhau, các bạn đã đọc toàn bộ văn bản và đã hoàn thiện sơ đồ như chị hướng dẫn rồi, đúng không nào? Thế thì chị đã xem những siêu phẩm của các bạn, đó tất cả đều là cái sự cẩn thận, đều là sự tìm tòi cẩn thận này, tỉ mỉ và tâm huyết của các em. Có những bạn thì trình bày sơ đồ rất là đẹp này, cũng có những bạn thì trình bày dẫn chứng rất là đầy đủ nữa. Chị nhận xét chung một chút xíu này, là những dẫn chứng mà các bạn đưa ra ấy thì đều phù hợp với những nội dung này, được không nào? Nhưng không phải là tất cả chúng mình đều giống nhau đâu nhá. Có những sự khác biệt, ví dụ như là trong dẫn chứng về hoàn cảnh sống nguy hiểm và cận kề cái chết thì có một số bạn đưa ra cho chị là 3 dẫn chứng, nhưng cũng có những bạn chỉ đưa ra 1 dẫn chứng thôi. Thế thì chúng ta nên phân tích như thế nào đây? Đúng không nào? Đấy là cái băn khoăn đầu tiên. Cái băn khoăn thứ hai là các bạn cũng đã đọc văn bản rồi, chúng mình cũng thấy là văn bản này xuất hiện những vấn đề chính, đó chính là về 3 cô gái thanh niên xung phong, đó là Phương Định này, là Nho này, là Thao này. Nhưng mà về hình ảnh của 3 cô gái này thì xuất hiện xuyên suốt cả tác phẩm luôn. Lúc thì là hình ảnh của Phương Định, lúc thì là hình ảnh của Thao. Đó, rồi lúc thì lại là hình ảnh của Nho, đúng không nào? Đấy, thế thì sẽ gây khó khăn cho các bạn trong việc chúng ta chọn lọc dẫn chứng này, trong việc chúng mình phân tích dẫn chứng này. Và vấn đề thứ ba xuất hiện là khi mà đi thi ấy, thì không phải lúc nào đề thi cũng đưa ra cho chúng mình đơn giản là hãy cảm nhận về nhân vật Phương Định hay là hãy cảm nhận về vẻ đẹp chung của 3 cô gái như thế này. Mà đề bài có thể đưa ra cho chúng mình một đoạn trích ngẫu nhiên, đúng không? Và yêu cầu chúng ta là phân tích hoặc là cảm nhận đoạn trích ấy. Thế thì cần phải làm như thế nào để phân tích được đây? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Đây, chị chiếu cho chúng mình về những trang sách cầu vồng mà chị gọi để các bạn hiểu nhá. Ở đây, khi mà học cùng với chị và theo dõi sách giáo khoa của chị thì các bạn sẽ thấy có những cái màu bút highlight chị đánh dấu như thế này. Đầu tiên các em nhớ giúp chị nhá. Màu tím, đây, màu tím. Đây, những cái chỗ mà chị đánh dấu màu tím ý
Thì đó là chỉ hoàn cảnh sống và làm việc của các cô gái. Được chưa nào? Hoàn cảnh sống và làm việc của những cô gái thanh niên xung phong. Đấy là màu tím nhá. Đây, có rất nhiều những chỗ màu tím xuất hiện rải rác, lốm đốm, đúng chưa? Đấy nhá. Rồi, có rất nhiều những chỗ màu tím này. Thứ hai là màu xanh nước biển. Thì đây là những dẫn chứng. Đây, được không nào? Đây này, những chỗ màu xanh nước biển này này. Đó, được chưa, được chưa? Những chỗ màu xanh nước biển này là để chỉ vẻ đẹp chung của ba cô gái nhá. Vẻ đẹp chung. Rồi, tiếp tục thì chỉ có màu vàng là những dẫn chứng về nhân vật Phương Định. Được không nào? Rồi, chỉ có màu đỏ. Chỉ có màu đỏ là những dẫn chứng về chị Thao. Đỏ là những dẫn chứng về chị Thao. Nâu là những dẫn chứng về Nho. Đấy, chị chia những dẫn chứng như vậy để chúng ta dễ tìm. Ví dụ như là khi chúng ta đang đi cần phải chứng minh, cần phải phân tích cho hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái thì chúng ta sẽ tìm theo màu như thế này. Đấy là cách mà chị đánh dấu, các bạn có thể tham khảo cách này. Còn nếu như bạn nào chúng ta muốn giữ sách giáo khoa thật là sạch đẹp thì các bạn cũng có thể tự viết lại nhá, tự viết lại, tự phân loại. Nhưng mà mọi cái sự phân loại ấy, nó đều chỉ mang tính nó đều 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 sẽ không phải là tuyệt đối đâu nhá, bởi vì là có những dẫn chứng khi thì chúng ta sử dụng trong luận điểm này, khi thì chúng ta sử dụng trong luận điểm kia. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào tìm hiểu về tác phẩm này nhá. Trước khi đi vào phân tích tác phẩm thì chúng ta vẫn cần phải ghi nhớ những thông tin về tác giả. Nào, bắt đầu vào đây cùng với chị nào. Rồi, đầu tiên, một lớn về tìm hiểu chung. Nào, các bạn ơi. Trong phần tìm hiểu chung này thì chúng mình sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm nhé. Một nhỏ về tác giả Lê Minh Khuê. Nhà văn Lê Minh Khuê là một nhà văn nữ, các em nhớ, nên đừng bạn nào viết là ông đã viết những tác phẩm, mà đây là một nhà văn nữ, nhớ chưa nào? Cập nhật những thông tin theo ở trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ được biết về cuộc đời của tác giả này. Nhà văn Lê Minh Khuê thì sinh năm 1949. Và quê của bà ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Rồi, được chưa nào? Đấy là nét thông tin đầu tiên về cuộc đời của tác giả này. Thứ hai, đây là một nhà văn cũng trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến, đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ. Thì nhà văn Lê Minh Khuê của chúng ta đã gia nhập thanh niên xung phong và bắt đầu viết văn. Đấy, được không nào? Là trước khi trở thành một nhà văn, trước khi trở thành một cây bút ấy, thì Lê Minh Khuê cũng là một trong những cái cô gái tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong ở trên tuyến đường Trường Sơn, gia nhập thanh niên xung phong. Và bắt đầu sáng tác. Rồi, được không nào? Các em nhớ cái điều này giúp cho chị nhá. Lê Minh Khuê cũng từng là một nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, và bà là thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Chúng ta có ý thứ hai là sự nghiệp sáng tác. Lê Minh Khuê là thế hệ nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Rồi, được chưa nào? Là thế hệ nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hình như chị đại hơi cao đúng không? Rồi, tiếp tục này, ý thứ hai, chúng ta nắm bắt được về đề tài sáng tác của tác giả này nhá, đề tài sáng tác.
ta sẽ chia cái sự nghiệp sáng tác của Lê Minh Khuê ra thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước năm 1975, tức nghĩa là thời kỳ cách mạng, thời kỳ kháng chiến đấy. Thì những tác phẩm của Lê Minh Khuê thường viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Được không? Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau năm 1975. Sau 1975. Đó, thì đây là khi mà đất nước đã thống nhất rồi, đúng không nào? Khi mà chúng ta đã chiến thắng giặc Mỹ rồi, hai miền Bắc Nam đã cùng thống nhất và làm một, đúng không? Thì bước sang cái giai đoạn sau năm 1975 này, thì nhà văn Lê Minh Khuê đã thay đổi cái hướng sáng tác của mình, thay đổi cái đề tài sáng tác của mình. Đó chính là bà không còn viết về những cái điều diễn ra trong cuộc chiến nữa, bởi vì cuộc sống cũng thay đổi mà. Thế nên là chất văn của Lê Minh Khuê lúc bấy giờ, nhà văn đã bám sát vào những cái chuyển biến của đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới, sự chuyển biến. Của đời sống xã hội. Và con người trên tinh thần đổi mới. Được chưa nào? Rồi, đấy là về đề tài sáng tác nhá. Thế thì về đề tài sáng tác, kem nhớ cho chị này, là chúng ta nhớ về cái giai đoạn trước năm 1975 này giúp cho chị, bởi vì đây nó sẽ gắn liền với cả tác phẩm mình sẽ phân tích. Các bạn hình dung ra không? Rồi nhá, đấy là về đề tài. Tiếp tục, quan trọng hơn nữa các bạn ơi, đây này, đó chính là về phong cách sáng tác của tác giả nhá. Phong cách sáng tác, chúng ta có thể thấy là những trang văn, trang thơ ra đời giữa bom đạn chiến tranh luôn là những cái trang văn, trang thơ mang cái không khí hùng tráng, đúng không? Là ghi lại những năm tháng oanh oanh liệt liệt của lịch sử dân tộc, là xây dựng trong lòng chúng ta, xây dựng trong lòng bạn đọc, xây dựng trong bao nhiêu thế hệ bạn đọc bức tượng đài về những người lính, về những người chiến sĩ, về những người thanh niên xung phong đã không tiếc thân mình để có thể giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho tổ quốc. Thế thì có thể thấy đó đã trở thành một cái nguồn mạch bất tận rồi, đúng không nào? Viết về cuộc sống chiến đấu, đúng không? Viết về người lính thì đó là cái nguồn đề tài bất tận của thơ ca thời kỳ cách mạng rồi. Nhưng cái điều để làm nên những tên tuổi như là Phạm Tiến Duật này, đúng không? Hay là Lê Anh Xuân này, hay là Nguyễn Khoa Điềm này, hay ở đây là Lê Minh Khuê, họ sáng tác rất nhiều. Đó, cùng viết về một đề tài luôn nhưng không bao giờ bị nhòa lẫn, bởi họ có cái phong cách sáng tác rất riêng. Được không nào? Hay như nhà văn Nguyễn Minh Châu, sau này chúng ta được học về tác phẩm Bến Quê ấy, thì đấy là một tác phẩm thuộc giai đoạn sáng tác sau của tác giả này rồi. Nguyễn Minh Châu cũng là một tác giả viết rất là hay, viết truyện ngắn rất là hay với đề tài về người lính, về cuộc chiến tranh, về thời kỳ kháng chiến đấy. Thế nhưng mà chuyện của Nguyễn Minh Châu khác và chuyện của Lê Minh Khuê khác. Đó, thế thì Lê Minh Khuê bằng cái thiên tính nữ của mình, được không nào? Bằng cái cá tính của mình, bằng cá tính của một ngòi bút nữ, thì bà đã sáng tác nên những cái trang văn với chất văn rất gần gũi. Chất văn gần gũi. Được chưa nào? Với chất văn gần gũi này, chân thực này, dung dị này. Nhưng nếu như chỉ như thế này thôi là chưa đủ. Chưa đủ để nói hết về phong cách sáng tác, chưa đủ để nói hết về cái riêng trong ngòi bút của Lê Minh Khuê. Bởi vì sao? Bên cạnh cái chất văn gần gũi, chân thực và dung dị ấy, còn là một ngòi bút rất giàu sức ám ảnh, một ngòi bút miêu tả tâm lý vô cùng sắc sảo, giàu sức ám ảnh, sắc sảo. Được không nào? Nhá, biệt tài miêu tả tâm lý.
Rồi, được không? Và nhà văn Lê Minh Khuê có sở trường viết về truyện ngắn, đặc biệt nhà văn rất thành công ở những nhân vật nữ. Đó, sở trường viết truyện ngắn. Và rất thành công ở những nhân vật nữ. Đấy chưa nào? Rồi, đấy chính là về toàn bộ những cái thông tin chúng ta nắm bắt về sự nghiệp sáng tác của Lê Minh Khuê. Quan trọng nhất các bạn nhớ cho chị những cái dấu sao này này. Đó, dấu sao đầu tiên, thế hệ nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thế thì chúng ta có thể viết rằng là gì ạ? Là giữa những năm tháng chiến tranh, nếu như bầu trời dân tộc bị bao phủ bởi mây đen của chiến tranh, bởi mây đen của những sự khốc liệt và tàn ác, thì đúng không nào? Thì vẫn sáng lên ở đó là một bầu trời hoặc là một cái vùng trời của thơ ca cách mạng, của văn học cách mạng. Sáng lên ở đó là tinh thần chiến đấu, sáng lên ở đó là những hình tượng nhân vật được khắc họa trong những trang văn, trang thơ. Và nhà văn Lê Minh Khuê là một trong những nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trước năm 1975, bà viết rất hay về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn bằng một chất văn gần gũi, chân thực, giàu sức ám ảnh và bằng ngòi bút miêu tả tâm lý sắc sảo. Với sở trường viết truyện ngắn và đặc biệt thành công ở nhân vật nữ, trang văn của Lê Minh Khuê hoặc là tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng bạn đọc về trong sự nghiệp sáng tác của Lê Minh Khuê chính là tác phẩm Những ngôi sao xa xôi. Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Hình dung ra cách viết chưa nào? Thế nên là các bạn nhớ cho chị những cái dấu sao này nhá. Đây, và đây. Đấy, bốn dấu sao này là các bạn nhớ cho chị này. Được chưa? Nhớ chính xác luôn đấy, bởi vì nó không quá dài đâu, chỉ là những từ khóa thôi. Chúng ta nhớ để chúng ta còn có cái chất liệu để mình viết nữa. Và ý thứ ba ở đây là về thành tựu trong cái sự nghiệp sáng tác của Lê Minh Khuê. Chúng ta được biết năm 2012 thì nhà văn Lê Minh Khuê được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Rồi. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào.